Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 26 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây. Tăng cường các giải pháp mạnh hơn để bảo vệ vùng xanh của tỉnh, chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông tại cuộc họp trực tuyến về tăng cường các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Sơn La xuất quân 30 cán bộ y tế tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Cùng với nhân dân cả nước, nhân dân các dân tộc Sơn La đã đứng lên đấu tranh giành chính quyền thắng lợi vào ngày 26 tháng 8 năm 1945. Tinh thần cách mạng tháng 8 luôn được phát huy trong công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước trong suốt 76 năm qua. Mường La khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Sáng nay, ngày 26 tháng 8, Thường trực Tỉnh ủy đã họp trực tuyến với hai huyện Vân Hồ và Phú Yên bàn về tăng cường các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Sơn La sẽ siết chặt hơn người và phương tiện từ các tỉnh khác vào địa bàn, triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống, ngăn chặn dịch. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sơn La, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, lãnh đạo các ngành, công an, quân sự, tài chính và y tế. Theo báo cáo của Ban cán sự Ủy ban Nhân dân tỉnh, tính đến ngày 25 tháng 8, tỉnh Sơn La đã có 176 ca nhiễm COVID-19, trong đó 16 ca đã được điều trị khỏi, 8.669 người đang được cách ly theo dõi sức khỏe. Về tiêm vaccine, đến nay tỉnh Sơn La đã tiêm được 93.705 liều. Về tình hình người lao động Sơn La tại các khu công nghiệp của các tỉnh, theo thống kê có 60.251 người, trong đó số lao động đã về địa phương là 29.776 người. Lao động từ các tỉnh khác trở về địa phương vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ theo quy định. Tại huyện Phú Yên, việc thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của chính phủ đang được thực hiện nghiêm. Cùng với đó là công tác điều tra truy vết, khoanh vùng xét nghiệm và cách ly được thực hiện tốt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch trong cộng đồng. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế tại địa bàn huyện Phú Yên và Vân Hồ, các đại biểu dự họp đã cho ý kiến về tăng cường các giải pháp trong công tác phòng chống dịch như cần phải siết chặt kiểm soát người và phương tiện từ các tỉnh vào địa bàn, làm tốt công tác quản lý tại các khu cách ly tập trung, khu điều trị F0, công tác chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất để ứng phó với diễn biến của dịch. Trên cơ sở nhận định đánh giá diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại địa bàn, đồng chí Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh, phương châm chống dịch là sớm hơn, cao hơn nhưng không được chậm hơn để làm sao bảo vệ thật chắc các vùng xanh của tỉnh. Chúng ta thống nhất một số các nội dung để chúng ta cùng tổ chức thực hiện. Một là đối với các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID tại các cửa ngõ vào tỉnh, thì chúng ta sẽ thống nhất là tiếp tục kiểm soát chặt chẽ phương tiện qua chốt, không để lọt người từ vùng dịch vào tỉnh mà không khai báo. Cái thứ hai là chúng ta thống nhất cái quan điểm và giao cho ban chỉ đạo có văn bản là chỉ cho phép những người có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR có giá trị trong vòng 72 giờ xét nghiệm tại địa phương xuất phát hoặc địa phương đi qua trước khi vào Sơn La, phải có giấy xác nhận tiêm 2 mũi. Và cái thứ ba là những cơ quan đơn vị vào công tác tại địa bàn thì phải có giấy giới thiệu. Tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly đối với tất cả người đi từ vùng dịch vào Sơn La theo cái văn bản 833 và theo cái hướng dẫn của Sở Y tế. Thế và chúng ta đưa thêm một cái nội dung là phải tự chi trả kinh phí. Với huyện Phú Yên thì chúng ta thống nhất là tiếp tục thực hiện các cái giải pháp liên quan đến ba cái việc cực kỳ quan trọng. Một là tiếp tục quản lý tốt các cái khu cách ly tập trung. Cái thứ hai là các khu điều trị phải chấn chỉnh, rồi là cần thiết phải xử phạt lập biên bản đối với cái đối tượng mà đã tung tin giả. Cái thứ ba là tiếp tục khẩn trương điều tra truy vết,
rồi lấy mẫu, rồi tiêm chủng và phục vụ tốt cái việc mà chúng ta thực hiện cái an sinh xã hội cho bà con nhân dân. Với Vân Hồ, số lượng xe về vẫn xe đông, nhưng mà chúng ta sẽ tập trung cái công tác tuyên truyền cũng như là phân công các cái tổ để giải thích cho các cái xe từ xa, thế và phối hợp với tỉnh Hòa Bình để chúng ta thông tin những cái chủ trương mới của tỉnh Sơn La liên quan đến cái việc mà các chốt kiểm soát dịch bệnh tại cửa ngõ Vân Hồ vào tỉnh sẽ phải thực hiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu ngành chức năng và các địa phương phải đảm bảo nguồn lực tài chính cho công tác phòng chống dịch sao cho tiết kiệm nhưng phải hiệu quả. Các ngành các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch. Cùng với các giải pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch thì chú trọng biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, các hoạt động sản xuất để đảm bảo mục tiêu kép là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, chiều ngày 26 tháng 8 tại Quảng trường Tây Bắc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ xuất quân đoàn 30 cán bộ y tế tỉnh Sơn La tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh. Trước khi làm lễ xuất quân, lên đường công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu cũng đã dâng hoa, dâng hương trước tượng đài Bác Hồ và đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc. Đoàn công tác có 30 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm thuộc một số bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện sẽ thực hiện công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian tham gia hỗ trợ từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 cho đến khi có thông báo kết thúc thời gian hỗ trợ phòng chống dịch của Bộ Y tế. Trước khi vào chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên trong đoàn công tác đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, được tập huấn về điều trị, chăm sóc người bệnh, sử dụng trang thiết bị điều trị bệnh nhân, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Phát biểu tại lễ xuất quân, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công ghi nhận biểu dương tinh thần xung kích, trách nhiệm, không quản ngại khó khăn gian khổ, xung phong lên tuyến đầu phòng chống dịch của các thành viên trong đoàn công tác. Đồng thời mong muốn các cán bộ y tế nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện, tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp, tự lực tự cường, bản lĩnh vững vàng, tuân thủ nghiêm các quy định của Bộ Y tế và quy định của địa phương nơi công tác, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, bảo đảm tuyệt đối an toàn về phòng chống dịch và phòng hộ cho bản thân. Đại diện các sở ban ngành đoàn thể tỉnh đã trao tặng những bó hoa, phần quà ý nghĩa, động viên các cán bộ y tế trong đoàn công tác tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Để kịp thời nắm bắt tình hình và có giải pháp lãnh đạo đảng ủy các xã phường trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, chiều ngày 25 tháng 8, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cùng đoàn công tác của Thành ủy đã có cuộc làm việc với phường Trường Sinh. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo phường Trường Sinh đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 8 tháng năm 2021, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện quyết liệt. Phường đã thành lập 140 tổ COVID-19 cộng đồng tại 18 tổ bản. Phường Trường Sinh cũng đề nghị thành phố sớm triển khai một số dự án trên địa bàn như dự án đô thị số 1 tại tổ 17, dự án chợ Nong Đúc. Trước tình hình cấp bách và cấp thiết hiện nay, đồng chí Hà Trung Chiến, Bí thư Thành ủy yêu cầu trong thời gian tới, Đảng bộ phường Trường Sinh tiếp tục bám sát chỉ đạo của thành phố và các nhiệm vụ trọng tâm, phát huy kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, quyết tâm giữ vững địa bàn an toàn, không để dịch bệnh xâm nhập vào thành phố. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy đã đến thăm động viên tặng quà cho tổ COVID cộng đồng của tổ 3 phường Trường Sinh. Ngày 25 tháng 8, huyện Mộc Châu đã tổ chức đoàn công tác đến thăm và tặng quà tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 dọc sông Đà, khu vực tiếp giáp giữa huyện Mộc Châu với huyện Phú Yên. Ngay sau khi huyện Phú Yên phát hiện có ca lây nhiễm trong cộng đồng, huyện Mộc Châu đã siết chặt quản lý tại chốt bến Trai xã Quy Hướng, đồng thời nhanh chóng thành lập thêm 5 chốt kiểm soát phòng chống dịch dọc bờ sông tại các bản Nà Quyền, xã Quy Hướng, Sao Tua, Pơ Nang, Suối Sáy, xã Tân Hợp, Suối Mõ, xã Tả Lại. Các chốt kiểm soát phòng chống dịch này gồm các lực lượng công an, y tế và dân quân nhằm kiểm soát người từ huyện Phú Yên sang huyện Mộc Châu qua các bến đò ngang. Các lực lượng cũng tăng cường công tác tuyên truyền để người dân của huyện Phú Yên ở các xã dọc bờ sông nghiêm túc thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ, không sang địa phận huyện Mộc Châu để bắt cá hoặc giao thương.
Sau khi được tuyên truyền, đa số nhân dân hai bên bờ sông đều nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại các chốt kiểm soát dịch, các đồng chí lãnh đạo huyện đã tặng cán bộ chiến sĩ thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết, đồng thời đề nghị tổ công tác tuyên truyền để người dân tuyệt đối không được chủ quan lơ là, đảm bảo an toàn cho bản thân, nhân dân và luôn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh vừa có thông báo về ghi nhận thêm 10 trường hợp mắc COVID-19 mới tại tỉnh Sơn La trong ngày 25 tháng 8. Trong đó, 1 ca bệnh phát hiện tại cộng đồng, 9 ca bệnh phát hiện tại khu cách ly tập trung, 10 ca mắc có mã bệnh số từ 381660 đến 381669. Trong số 9 ca mắc tại khu cách ly tập trung, có 1 ca bệnh sinh năm 2019. Hiện tại, 10 bệnh nhân không sốt, không khó thở, đang điều trị ở khu cách ly F0 huyện Phú Yên. Dựa trên kết quả điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm RT-PCR, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh nhận định xã Huy Thượng, huyện Phú Yên đã có 3 trên 7 bản ghi nhận ca mắc tại cộng đồng. Như vậy, tính từ ngày 21 tháng 7 đến 8 giờ sáng ngày 26 tháng 8 năm 2021, Sơn La đã ghi nhận 175 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 151 trường hợp phát hiện trong khu cách ly tập trung, 24 trường hợp phát hiện tại cộng đồng có liên quan đến các trường hợp F0 đã phát hiện hoặc có yếu tố liên quan đến ca mắc tại cộng đồng trước đó. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống dịch COVID-19, những ngày qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thị trấn Nông Trường Mộc Châu đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân thực hiện các giải pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra, từ đầu năm đến nay, thị trấn Nông Trường Mộc Châu đã xử phạt hành chính tổng số 32 trường hợp không chấp hành các quy định phòng chống dịch, trong đó có 25 trường hợp không đeo khẩu trang, còn lại cơ bản người dân đã chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch. Qua công tác kiểm tra thì chúng tôi nhận thấy rằng là người dân tương đối chấp hành các biện pháp phòng chống dịch như là đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, không tập trung đông người. Bên cạnh công tác tuyên truyền nhắc nhở và xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, thị trấn Nông Trường Mộc Châu cũng đã thành lập 139 tổ COVID cộng đồng ở các bản tiểu khu, thành lập 2 tổ công tác trực 24/24 tại khách sạn Công Đoàn và khách sạn Thảo Nguyên. Đây là 2 trong 5 điểm được huyện Mộc Châu lựa chọn bố trí cho đội ngũ lái xe từ địa bàn khác đến Mộc Châu ăn nghỉ và lưu trú tạm thời khi vào địa bàn huyện. Đảng ủy ban chỉ đạo cho các ngành các cấp vào cuộc như là thành lập các cái tổ COVID cộng đồng, rồi là các cái tổ nhóm thường xuyên hoạt động 24/24. Việc triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp giúp thị trấn Nông Trường Mộc Châu kiểm soát chặt chẽ tình hình, chung tay cùng địa phương thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế. Xác định khu vực chợ trung tâm và các cửa hàng kinh doanh mua bán có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cho người dân, nhưng đồng thời cũng là những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cao do tập trung đông người. Vì vậy, việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại những địa điểm này đang được xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai hết sức coi trọng. Là địa bàn trung tâm hành chính của huyện Quỳnh Nhai, xã Mường Giàng luôn xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập tổ công tác thực hiện quản lý, giám sát, theo dõi, cách ly đối với trường hợp đi đến từ các vùng dịch về địa bàn xã. Thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống từng địa bàn, phổ biến, hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh. Theo cái quy định của nhà nước và sự thông báo của nhà nước toàn dân là chống dịch COVID, riêng trong các nhà hàng ăn, tập thể như cá nhân gia đình nhà tôi, chúng tôi chấp hành rất tốt, thì chúng tôi chấp hành tất cả những cái quy định, rồi quy chế và các quyết định của chính phủ từ đảng cho đến chính quyền địa phương. Hiện xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai đã rà soát và quản lý tốt 633 lao động đang làm ăn xa chưa trở về địa bàn và 77 lao động đã về địa bàn từ ngày 7 tháng 8. Số người thực hiện khai báo y tế từ thời điểm 29 tháng 4 đến nay hơn 1.200 người, cách ly tại nhà 254 người. Số người còn trong thời hạn cách ly 25 người, số người đang cách ly tập trung 8 người và số người đang được theo dõi sức khỏe cộng đồng là 30 người. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của cấp trên, thì xã đã chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Thứ hai là chỉ đạo tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện 5K và tuyên truyền vận động bà con là tham gia tiêm vaccine khi đến lượt mình, và thành lập
các tổ COVID cộng đồng trên địa bàn xã là thành lập 62 tổ. Các tổ đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 ở xã Mường Giàng và các xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai đã được kích hoạt. Mỗi gia đình, cộng đồng và mọi người dân hãy chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Ngày 25 tháng 8, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức kêu gọi và quyên góp ủng hộ thực phẩm, nhu yếu phẩm và vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch cho cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La. Bằng tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm với nhân dân, các đồng chí, đồng đội đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La. Công an tỉnh Sơn La đã phát động quyên góp, ủng hộ thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, trị giá gần 80 triệu đồng, như gạo, mì tôm, thịt hộp, rau xanh, thực phẩm tươi sống các loại, đồ dùng cá nhân, v.v. là những nhu yếu phẩm sẵn có tại cơ sở, được cán bộ chiến sĩ thu mua giúp người dân cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp như hiện nay. Hoạt động quyên góp ủng hộ sẽ được thực hiện từ ngày 25 tháng 8 cho đến khi tình hình dịch trên địa bàn huyện Phú Yên ổn định. Với tinh thần tương thân tương ái, sáng ngày 26 tháng 8, hơn 2 tấn rau củ quả và một số nhu yếu phẩm đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La phân loại, đóng gói để chuyển tới ủng hộ nhân dân huyện Phú Yên trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Để chia sẻ với khó khăn của nhân dân vùng dịch, trong 3 ngày từ 23 đến 25 tháng 8, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phát động đến toàn thể cán bộ viên chức sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở quyên góp được số tiền trên 40 triệu đồng để mua hơn 2 tấn rau củ quả các loại như su su, bí đỏ, bí xanh, bắp cải, củ cải, 7.000 quả trứng và 50kg cá cơm khô. Toàn bộ các sản phẩm này đã được phân loại, đóng gói và được vận chuyển tới huyện Phú Yên ngay trong ngày 26 tháng 8. Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phần nào giúp nhân dân huyện Phú Yên ổn định cuộc sống và có thêm động lực phòng chống dịch COVID-19. Ngày 25 tháng 8, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Sơn La đã tổ chức chi trả hỗ trợ đợt 2 cho các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Sơn La. Trong đợt 2 này có 53 người là lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, chủ yếu là giáo viên, nhân viên các trường học, tư thục, nhóm trẻ tư nhân, được chi trả với tổng kinh phí hỗ trợ là 228.630.000 đồng, và 11 hộ kinh doanh tại phường Quyết Thắng, phường Trường Lề được chi trả với tổng kinh phí 33 triệu đồng. Việc thực hiện chi trả đảm bảo kịp thời đúng đối tượng, công khai minh bạch nhưng vẫn phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19, đã góp phần chia sẻ khó khăn với người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, 76 năm trước, theo tinh thần hiệu triệu của Ủy ban Khởi nghĩa Quốc gia, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân các dân tộc Sơn La đã cùng vùng lên thay đổi vận mệnh, đập tan ách thống trị đô hộ của thực dân phong kiến. Ngày 26 tháng 8 năm 1945, một cuộc meeting lớn được tổ chức trên đồi Kháu Cả, tỉnh Lỵ, Sơn La với hàng ngàn quần chúng nhân dân tham gia ủng hộ Việt Minh, ủng hộ chính quyền cách mạng, Ủy ban cách mạng lâm thời ra mắt đồng bào, Sơn La giành chính quyền thắng lợi, đã góp phần làm nên mùa thu lịch sử cách mạng tháng 8 thành công trong cả nước. Để nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, nhân dân từ đây trở thành người làm chủ quê hương đất nước. Tháng 8 năm 1945, cùng với cao trào kháng Nhật cứu nước phát triển mạnh mẽ ở khắp Bắc Trung Nam, phong trào cách mạng ở Sơn La lúc này rất sôi nổi. Từ ngày 19 tháng 8 năm 1945, khởi đầu từ căn cứ Mường Chanh, khởi nghĩa giành chính quyền đã liên tiếp thắng lợi ở các châu Mường La, Thuận Châu, Mai Sơn, Yên Châu. Tuy nhiên, tại tỉnh Lỵ, nơi trung tâm đầu não của chính quyền cũ, mặc dù tỉnh trưởng Cầm Ngọc Phương đã đầu hàng cách mạng, nhưng tại tòa chánh xứ trước kia của Pháp trên đồi Khao Cả, một đại đội quân Nhật vẫn chốt giữ tại đây và một đại đội lính bảo an vẫn đóng ở tòa giám binh. Chúng vẫn làm chủ tỉnh Lỵ. Ngày 23 tháng 8 năm 1945, ta tiến quân bao vây đồi Khao Cả, các ngã đường và mục tiêu quan trọng khác. Trước áp lực của đông đảo quân chúng, quân Nhật chấp nhận đầu hàng, nộp vũ khí. Ngày 26 tháng 8 năm 1945, một cuộc meeting lớn được tổ chức trên đồi Khao Cả. Hàng ngàn quân chúng nhân dân kéo đến dự và tỏ rõ thái độ ủng hộ Việt Minh, ủng hộ chính quyền cách mạng. Ủy ban cách mạng lâm thời ra mắt đồng bào. Đồng chí Chu Văn Thịnh thay mặt cho chính quyền lâm thời tuyên bố khởi nghĩa ở Sơn La hoàn toàn thắng lợi,
Từ nay, đồng bào các dân tộc được làm chủ bản mường, đất nước. Cách mạng tháng 8 thành công đánh dấu bước chuyển biến cực kỳ to lớn trong lịch sử dân tộc ta, đập tan ách cai trị hà khắc của thực dân trong suốt 57 năm kể từ khi thực dân Pháp xâm chiếm Sơn La, lật đổ chế độ quan lại phìa tạo phong kiến hàng ngàn năm thống trị nhân dân các dân tộc Sơn La. Cách mạng tháng 8 thắng lợi trong cả nước nói chung và Sơn La nói riêng đã đưa nhân dân ta bước vào kỷ nguyên mới, đó là độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nhân dân các dân tộc Sơn La thoát khỏi ách áp bức nô lệ, trở thành người làm chủ đất nước, quê hương, bản mường, cùng đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no và bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8, 76 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La luôn phát huy truyền thống đoàn kết, anh dũng trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm, năng động, sáng tạo, thi đua phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển đi lên. Sáng ngày 26 tháng 8, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Mai Sơn về việc triển khai tiến độ quy hoạch khu đô thị Bản Dôm, công tác chuẩn bị đầu tư các tuyến đường giao thông đô thị và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện Mai Sơn đã phê duyệt xong kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường giao thông từ tiểu khu 26 tháng 3 xã Cò Nòi đến tiểu khu 10 xã Hát Lót. Trình điều chỉnh chủ trương được Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt. Ủy ban Nhân dân huyện đang tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ, trình sở xây dựng, thẩm định để triển khai thực hiện dự án. Về tiến độ thực hiện quy hoạch chi tiết, khu đô thị Bản Dôm, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn đã chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu, hoàn thiện phương án kè suối Nậm Pàn, tính toán khả năng thoát lũ tại vùng hạ du, điều chỉnh vị trí đầu nối cầu số 2, cập nhật điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất tại các khu chức năng và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết trình các sở ngành liên quan trước khi phê duyệt. Về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, từ ngày 30 tháng 4 đến nay, lũy tích số người đi từ các tỉnh trong nước về huyện Mai Sơn được rà soát là 1.378 người. Số người hiện đang theo dõi giám sát cách ly 222 người. Ủy ban Nhân dân huyện đã thành lập tổ kiểm soát, hướng dẫn phương tiện vận chuyển, lưu thông hàng hóa vào địa bàn huyện Mai Sơn tại ngã ba Cò Nòi. 958 tổ COVID-19 cộng đồng được thành lập tại các xã, thị trấn. Đã thành lập 80 chốt kiểm soát phòng dịch tại các cửa ngõ ra vào hoặc đi qua địa bàn các xã. 100% các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đã ký cam kết chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19. Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai xây dựng nhà cách ly tại các bản tiểu khu. Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Minh yêu cầu huyện Mai Sơn hoàn thiện phương án quy hoạch, trình các sở ngành liên quan theo các quy định hiện hành, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư liên quan đến công tác quy hoạch triển khai dự án. Về công tác phòng chống dịch COVID-19, huyện Mai Sơn theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, nắm bắt kiểm soát tốt người lao động, người ngoại tỉnh trở về địa phương, nhất là dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để học sinh bước vào năm học mới. Chiều cùng ngày, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc làm việc với các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai dự án kè suối Nậm La. Công trình kè suối Nậm La có tổng dự toán được phê duyệt trên 1.408 tỷ đồng và được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, đoạn từ cầu Dây Văng đến hồ Tuổi Trẻ được khởi công xây dựng từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 10 năm 2019 đã hoàn thành. Giai đoạn 2, đoạn từ cầu 308 đến cầu Dây Văng bắt đầu triển khai từ tháng 5 năm 2018. Đến nay đã cơ bản thi công xong các hạng mục kè. Tổng số tiền đã giải ngân thanh toán đến ngày 15 tháng 8 gần 63 tỷ đồng. Hiện khối lượng còn lại chưa thi công gồm cầu Dây Văng, 2 đơn nguyên kè bờ trái, 7 đơn nguyên kè đường và hạ tầng kỹ thuật bờ phải. Hiện vướng mắc do phạm vi bờ trái đầu cầu Dây Văng còn một hộ gia đình chưa nhất trí nhận bồi thường giải phóng mặt bằng, phạm vi bờ phải còn 3 hộ. Đối với đoạn từ đầu cống nội đến khu viện dưỡng lão bắt đầu triển khai từ tháng 9 năm 2018 đến nay đã hoàn thành thi công được trên 50% khối lượng. Tuy nhiên quá trình thi công gặp vướng mắc bởi một số hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án vẫn chưa phê duyệt và chưa thống nhất phương án tái định cư, chưa đồng thuận trong quá trình triển khai dự án. Phân tích rõ nguyên nhân của những tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu về nguồn vốn, đề nghị các sở ban ngành phối hợp rà soát rõ khả năng cân đối nguồn vốn được phân bổ. Ban quản lý dự án di dân tái định cư tỉnh chủ động xin ý kiến các bộ ngành trung ương trong việc phân bổ nguồn vốn để triển khai dự án.
Về hạng mục cầu Dây Văng, đề nghị chủ đầu tư cùng với đơn vị thi công có phương án xử lý việc đơn vị tư vấn ở Hà Nội do dịch COVID-19 chưa lên khảo sát móng cầu. Tiếp tục kiểm tra năng lực các nhà thầu và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu. Về giải phóng mặt bằng, đề nghị thành phố tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong phạm vi dự án, rà soát quy trình thực hiện cưỡng chế đối với các hộ dân vi phạm theo quy định, đảm bảo chặt chẽ, dứt điểm, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện, đảm bảo tiến độ giải ngân hạng mục giải phóng mặt bằng để thi công dự án. Từ đêm ngày 24 tháng 8 đến rạng sáng ngày 25 tháng 8 trên địa bàn huyện Mường La đã xảy ra mưa lớn, lượng mưa đo được trên 200mm, gây ra lũ ống, lũ quét, làm thiệt hại về nhà ở, giao thông và cây trồng trên địa bàn một số xã, thị trấn của huyện. Nạm Păm, xã đã từng xảy ra trận lũ lịch sử vào đầu tháng 8 năm 2017, cách đây 4 năm, và trận lũ rạng sáng ngày 25 tháng 8 năm nay lại cuốn trôi, vùi lấp tất cả, khiến bà con nhân dân nơi đây không khỏi lo lắng. Mưa to lũ về cuốn trôi hết diện tích ruộng lúa của gia đình vừa mới khôi phục xong sau trận lũ năm 2017. Nước lũ cũng đã cuốn trôi nhiều đoạn đường, người dân chúng tôi không thể đi lại được. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Mường La sau trận lũ đã làm ảnh hưởng lớn tới đời sống của nhiều hộ dân. Số người phải sơ tán là 656 người, 34 công dân đang cách ly tập trung COVID-19 tại khu Đông Mệt phải di chuyển trong đêm. Một nhà quán bị cuốn trôi hoàn toàn, 3 nhà dân khác bị ảnh hưởng nặng, 65,78 hectare ruộng, ao bị ngập cuốn trôi, 3,6 hectare ngô bị vùi lấp, đổ gãy, 13,2 hectare rau màu bị ngập, 31 hộ có nguy cơ sạt trượt cao cần phải di chuyển khẩn cấp. Mưa lũ cũng gây sạt lở cuốn trôi nhiều tuyến đường giao thông. Hiện tỉnh lộ 109 có 3 cống thoát lũ bị cuốn trôi hoàn toàn với tổng chiều dài gần 200 mét, hơn 6 km đường bị sạt lở cuốn trôi một phần. Điều này đã khiến giao thông đến các xã Nậm Păm, Ngọc Chiến và đi huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái bị cắt đứt. Nhiều bản nằm dọc tuyến đường này đang bị cô lập. Thì Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của huyện Mường La đã tập trung chỉ đạo toàn bộ huy động các lực lượng để chỉ huy các phương châm theo cái phương án 4 tại chỗ. Thì ngay đối với địa bàn xã Nậm Păm thì trên địa bàn xã Nậm Păm thì trên cái dọc tuyến tỉnh lộ 109 ấy, là hầu như là bị chia cách toàn bộ và cô lập ở các cái bản thuộc xã Nậm Păm. Thì trước tình hình đó thì Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai vào chỉ huy tại thực địa và chỉ huy các lực lượng. Thì đến nay thì cái tình hình khắc phục trên địa bàn của xã Nậm Păm đang được triển khai và tỉnh cũng đã giao cho Sở Giao thông trực tiếp cùng phối hợp với Ủy ban huyện Mường La để khắc phục cái các tuyến đường. Trước mắt là sẽ thông tuyến để làm sao cho thông tuyến tuyến đường 109 này từ Mường La lên Ngọc Chiến và qua Yên Bái để thông tuyến, thì cố gắng làm sao trong không có gì thay đổi, nếu trời không mưa, thời tiết ổn định thì khoảng 2-3 ngày nữa thì sẽ thông tuyến bước 1 được. Ngay trong sáng ngày 25 tháng 8, huyện Mường La đã chỉ đạo huy động các lực lượng tại chỗ phối hợp với các xã thị trấn, thống kê số hộ bị ảnh hưởng, số hộ có nguy cơ sạt lở cao để tuyên truyền vận động di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra. Huyện cũng đã phối hợp với Sở Giao thông huy động phương tiện máy móc để khắc phục tại những điểm bị chia cắt, đảm bảo thông tuyến bước 1 trong thời gian sớm nhất. Theo dự báo, tình hình thời tiết cực đoan còn tiếp diễn trong 1-2 ngày tới. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện và các xã thị trấn đã tổ chức trực 24/24 giờ để nắm bắt tình hình, kịp thời ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra, đồng thời khuyến cáo bà con nhân dân cần thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, chủ động trong mọi tình huống, kịp thời di rời người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể do thiên tai gây ra. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, độ ẩm 55-98%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 24-32 độ. Thành phố Sơn La 23-32 độ. Mường La 25-35 độ. Mai Sơn 23-32 độ. Yên Châu 25-33 độ. Sông Mã 24-34 độ. Bắc Yên 24-30 độ. Phú Yên 25-33 độ. Mộc Châu 21-29 độ. Sóc Cộp 24-34 độ. Vân Hồ 21-29 độ.
Thuận Châu 24 đến 32 độ.